Gương Thánh Phaolô, trích bài giảng của Thánh Âu Tinh, giám mục, về các mục tử. Có thời Thánh Phaolô bị xiềng xích vì tuyên xưng chân lý, nên lâm cảnh túng quẫn. Bấy giờ các anh em gửi đồ cần dùng để giúp người trong cơn thiếu thốn. Người trả lời cảm ơn họ và nói: anh em đã chia sẻ với tôi khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. Tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Tuy nhiên, anh em đã gửi cho tôi những thứ cần dùng, như thế là phải. Nhưng để tỏ cho thấy trong việc họ xử tốt với người, người nhắm cái gì, người không muốn bị liệt vào số những kẻ nuôi chính mình chứ không nuôi chiên. Người không vui vì được họ giúp trong cơn túng thiếu, cho bằng vui vì họ được nên phong phú trước mặt Chúa. Vậy người tìm gì ở đó? Người trả lời: điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Người muốn nói: không phải để tôi được dư đầy, nhưng để anh em khỏi phải cằn cỗi mãi. Có những người không thể làm như Thánh Phaolô, là sống bằng đôi tay của mình, thì họ cứ lãnh sữa chiên để giúp mình sống, miễn là đừng bỏ bê những con chiên ốm yếu. Nhưng trong vấn đề này, họ không được tìm sữa chiên như một thứ tư lợi, kẻo xem ra họ loan báo tin mừng chỉ vì nhu cầu vật chất. Trái lại, họ phải đem ánh sáng của lời chân lý soi sáng cho người đời. Quả thật, họ khác nào những ngọn đèn, như có lời chép: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng. Lại có lời khác: chẳng có ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Vậy, nếu người ta thắp đèn cho bạn ở trong nhà, bạn lại không châm thêm dầu cho nó khỏi tắt sao? Thế nhưng, đèn đã châm dầu mà không chiếu sáng, thì nó chẳng đáng được đặt trên đế, mà phải đập vỡ ngay. Do đó, sống là nhận lãnh vì nhu cầu, và cho đi vì bác ái. Đừng coi tin mừng như món hàng kinh doanh. Đừng để cho những gì người khác rao giảng nhận được để sống trở thành giá mua bán tin mừng. Quả vậy, bán tin mừng như thế là bán của quý báu với một giá rẻ mạt. Những gì cần để sống thì họ nhận của dân, còn phần thưởng cho công quản lý thì để Chúa ban. Trả công cho những người phục vụ vì lòng yêu mến tin mừng thì đâu phải là việc của dân. Những vị này chờ đợi Chúa thưởng công, cũng như dân chờ đợi Chúa ban ơn cứu độ. Nhưng tại sao người ta trách cứ các mục tử? Tại sao người ta hạch tội họ? Bởi vì họ uống sữa chiên và mặc áo len, mà lại bỏ bê đàn chiên. Họ chỉ tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu.